Bão mùa xuân phủ đầy mưa và bụi tại Phoenix. Một cơn mưa mang theo bụi đã trùm phủ một số khu vực vì cơn bão mùa xuân di chuyển qua Arizona vào ngày 28 tháng 3. Các giới chức thẩm quyền của cơ quan thời tiết quốc gia đã đưa báo động về cơn mưa bụi di chuyển đến khu vực của Phoenix, cũng như là các quận Maricopa ở phía nam và Plano ở phía bắc của tiểu bang, đặc biệt là xa lộ 10 gần khu vực Broadway. Theo Hội Hồng Thập Tự của Hoa Kỳ, thì các tài xế nên quay đầu xe ngay lập tức nếu con đường phía trước mặt bị ngập trong nước, hoặc là rời khỏi xe và di chuyển đến vùng đất cao. Nếu đường dây điện bị đứt, thì mọi người không nên bước vào những vùng nước động và được khuyến cáo là sử dụng đèn pin mà không sử dụng ngọn lửa nào khác làm ánh sáng để thay thế.